Hello, xin chào mọi người. Đây chính là một server Discord của Sinh Tố Team dành cho ai là fan của Sinh Tố Team. Nơi này các bạn có thể giao lưu với bọn mình nè, hoặc là những bạn fan khác. Không những thế, Discord này còn có những trò mini game khác để cho các bạn chơi cho đỡ chán nữa. Ví dụ như là Naruto đó, hoặc là các bạn chơi bắt Pokemon. Và một trò được nhiều người trong cái Discord này thích nhất đó chính là trò ma sói. Nếu các bạn fan của Sinh Tố Team và muốn tham gia giao lưu với bọn mình thì đừng quên vào phần link ở bên dưới nhé. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Hi Ha đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video mới của mình. Nhưng mà trước khi bắt đầu video này, các bạn đừng quên để lại cho mình một nút like, một nút share để ủng hộ video cho mình. Và đừng quên qua đăng ký những hành vi khác của mình nha. Với lại, lần trước các bạn đã cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã comment ở dưới của mình. Đó chính là anh ơi, hãy cho mọi người trong làng bằng cách trả làm Hi He, rồi sau đó anh hãy cho Hi He làm tổng thống đi. Ồ ý này của bạn rất là hay, mình rất là cảm ơn bạn nha. Bạn nào có ý tưởng nào tốt nữa thì hãy comment lại bên dưới nữa, mình sẽ lấy và cho mấy bạn kia, mấy thành viên của team Sinh Tố nha các bạn. Trở lại, hiện tại mình và Jimmy có một cái nhóm Facebook có tên là Vườn Hoa Bé Nhỏ của Hi He và Jimmy. Các bạn nhớ qua bên đó để tham gia vào nhóm nha. Với lại một cái nhóm tên nữa là Làng Sinh Tố, các bạn cũng qua luôn nha. Đó, ok. Trời ơi, hôm nay chào nhiều quá, mệt quá. Rồi bây giờ phải đi tìm tụi nó hả bạn ơi? Đi tìm tụi nó để chi các bạn biết không? Để cho tụi nó biết được ngày hôm nay ai sẽ là tổng thống. Quên. Mình phải về nhà, mình phải chuẩn bị giống như là mình đi du lịch thôi các bạn ơi, chứ không thôi là lộ. Ê, tụi nó đâu hết rồi ta? Tụi nó đâu hết rồi ta? Hello. Anh làm gì ạ? Mặc đồ đây. Ủa, hôm nay mình làm hết, mình làm mình, mình đi làm gì ta, sát thủ đúng không? Không, mày cảnh hả? Hôm nay đi gặp đối tác rồi, bỏ làng hả? Cho làng bên cạnh nè, làng của làng trà đá bên cạnh á. Đúng rồi, làng trà đá bên cạnh, để hôm nay để anh bày một số việc để hợp tác hai bên làng, hiểu không? Là tổng thống đấy ha. Ủa, còn ai coi lại anh? Ê, coi lại anh. Qua những làng anh. Đúng rồi, quên nữa. Ngày hôm nay quyết định đó chính là để cho Hi He sẽ thay ta làm một ngày. Hi He hả? Được nha. Phải nhớ là cẩn thận với con bé đó. Ok đó. Em mày kể thôi. Đi luôn nha, đi luôn nha, khỏi vậy cũng được. Chạy mất dạy thì chứ. Được rồi, bây giờ thì về làng thôi. Về nhà. Giờ làm sao để hoành về nhà đây ta? Bây giờ làm sao để hoành về nhà đây ta? Bơi về lại, bơi về nhà, bơi về nhà đi. Quay đi. Sao tôi gãy giống nhà mình vậy? No. Đi. Em nhờ cái này xíu nè. Mình lên phòng rồi. Ok, vô. Cái gì vậy giống ấy? Trời ơi, hôm nay tôi định cho anh làm Hi He là gặp bà. Cái gì, tôi có làm gì đâu. Cánh me cánh chua tôi hoài nghe. Ba tôi gà ơi. Đừng. Đừng có me không? Chết được rồi. Ai biểu không có tôi cánh me cánh chua chơi. Đi về nhà đi nghe. Chút tôi ra sữa cho uống nghe. Cái ngồi. Xin lỗi mình tâm không nhận. Thôi về nhà đi, chút tôi ra sữa cho nghe. Ủa, anh tôi gà hôm nay đi, tôi qua nhà làm gì vậy? Ủa sao cái đầu? Dạ mời em. Cho ngồi ghế thì anh sẽ kéo ghế cho em. Ngồi vô nha. Jimmy, hôm nay tôi muốn riêng tư. Jimmy có thể vui lòng đi chỗ khác không? Ủa cái gì mà riêng tư vậy? Không. Anh có chuyện này muốn nói với Hi He này. Hi He, bữa nay lâu rồi em cũng không ghé làng chơi với anh. Bây giờ nhân dịp này anh muốn cho em biết. Anh muốn cho em biết cái gì? Anh muốn tặng cho em cái này. Ơi. Ơi sao mày lại giận của tao vậy? Mày đang tặng nhận mày ở đây làm gì đó vậy? Khoan đã, ngày hôm nay anh Hi He nói em làm tổng thống để em đi thay đồ làm tổng thống đã. Mày phá không cái buổi tiệc của tao rồi. He là của tao nha. Hi He là của tao, Abi là của mày. Mày bây giờ mày lăn rồi lòn. Bây giờ mẹ là Abi vậy? Tôi bắt mày làm cái gì thế hả? Sớm kia. Tôi tới đây chắc. Dạ. Vấn đề gì nào? Nhậu dạ, bắt đầu là sự vậy. Thằng to gà nó đang tán tỉnh Hi He đó chứ. Trời ơi, trời ơi. Bắt chước mặt đồ với tôi luôn hả? Vậy cái gì vậy? Khon. Ủa, anh tôi gà tán tỉnh Hi He thì sao? Hả? Tự nhiên Huy nó qua nó chạy lên. Nó qua nó chạy. Con gái vô đây làm gì? Biếp. Con gái vô đây làm gì? Ủa, tôi Hi He.
Em đã đẹp nay còn đẹp hơn. Anh cho tặng em cái nhẫn này. Nhẫn tao tôi đóng cái gì? Hôm nay tôi làm tổng thống chứ không phải gì đâu nha. Dục đi. He, nhân dịp Hi He lên làm tổng thống, Hi He có thể làm một cái vai trò tổng thống không? Thì tôi có một lời yêu cầu. Tôi muốn khiếu nại. Tôi muốn khiếu nại một người đàn ông mà đã phản bội tôi. Ai phản bội bạn gì? Huy Núp. Huy Núp phản bội bạn cái gì vậy? Bạn Huy Núp là bồ mình rồi. Bạn Huy Núp cứ đi canh me Hi He hoài à. Buồn mình buồn lắm chứ bộ. Em biết đâu, chắc do mình đẹp á. Tại vì bạn xấu đại. Không, mình đâu quan tâm đẹp xấu. Hi He, anh muốn làm chung tổng thống. Đúng à. Tổng thống thì cần phải có gọi là phu nhân đúng không? Ủa nghe sai. Dạ phu nhân. Ủa sao cái gì vậy? Rốt cuộc là sao đây? Ngày hôm nay tôi làm tổng thống mấy nghìn. Ủa hai anh em hôm nay mặc vest cưới nhau hả? À làm gì vậy? Đi heo qua nhà nè. Anh đây anh chỉ cho đạt qua nhà. Ok. Dạ chị qua nhà nó vậy. Ơi tôi qua chung qua chung. Ai dạ kéo cái lũ qua vậy. Đi qua coi xem mẹ cái gì. Tụi nó ghen tụi nó đi theo kìa các bạn. Ồ nó đi nó kéo cả băng qua luôn. Trời, có mở tiền đâu mày. Qua thăm quan xíu. Nghe ơi, bữa nhà anh mất trộm á, em giờ em làm tổng thống á, em bắt hết cái lũ này vô tù giùm anh cái đi em. Ôi trời ơi, tại sao mấy người này vô tù vậy? Nói vậy. Tại sao mấy người này vô tù vậy? Ôi trời ơi, trời ơi, gì vậy? Gì vậy nữa hả? À, cái bất ngờ là đây rồi, đây rồi. Anh đừng gọi mà đi chơi mình. Một trong những đứa này nè. Thôi giờ đi em ơi, nhà mà lủng lỗ vậy ở sao được ha Hi He. Trời ơi, anh định đặt bom em đúng không? Anh định đặt bom đúng không? Ám sát tổng thống. Gì đó, ám sát rồi, còn mày ám sát tổng thống mà mày Tụi đẳng, tụi đẳng. Mới qua nhà anh đi nha, nhà anh rộng ra rộng rãi không có. Ok, bên này. Tụi này nó dụ mình qua nhà hoài ta, để coi nhà nó có cái gì mà nó dụ mình qua đây. Rồi, tới rồi. Đây, mời em vô nhà. Đây là một những căn nhà đẹp và to và rộng nhất của cái làng này. Wow. Wow. Chúng ta sẽ bàn về chuyện tổng thống, chuyện cưới hỏi của đôi ta. Cưới hỏi là sao? Anh muốn gì vậy? Anh muốn hỏi cưới em. Cưới em hả? Đúng rồi, hồi bữa anh có nói chuyện với ba em rồi, ba em đồng ý rồi. Nhưng mà anh em chưa có đồng ý thì sao? Thôi, anh em bây giờ đi xa rồi, kệ nó luôn. Bây giờ nó về đá nó cái nó đồng ý cái gì. Quá đúng rồi, đau quá các ngoại ơi. Nhưng mà anh có xin lỗi gì? Ây ơi, tôi mất cái bông rồi. Đứa nào làm nhà tao? Rồi sắp nhà tôi gà tàn bãi phân bãi xình đâu mà trời ơi. Tụi nó quậy để coi Hi He không yêu đó các bạn, mấy thằng quỷ này. Nhà anh là nhà nào vậy? Nhà anh chính là căn nhà rộng nhất của hơn hai đứa kia. Trời ơi, nhà của anh là phải to lắm không? Đúng rồi, to bằng thiệt là xịn luôn á. Ui, to lát luôn rồi. Của anh dành, à là tình yêu của anh dành cho em đó. To lát lắm kìa rồi. Anh hứa đi. Hứa Ngọc à. Hứa Ngọc Hiệp. Đánh ghen, đánh ghen mày ơi. Trời ơi. Trời ơi, chị đúng không? Vậy, tôi làm đó. Mày làm đó, hồi nãy biết đâu rồi kìa mày ơi. Ghen đánh nhau rồi kìa, đó các bạn. Trời ơi, các bạn làm vậy là chết những người trong team mình rồi. Tụi nó đánh nhau rồi, nổi bộ lục đục rồi. Trời ơi, nhà anh nhau ơi, giỡn thiệt luôn á. Cái gì đâu mà nổ hai. Nói nghe nè, đang đánh nhau đúng không? Ủa không? Dạ. Có hàng cho mọi người chơi nè. Ủa, mày bán hàng luôn kìa. 20 đô một trái, 20 đô một trái. Trái gì vậy? Trời thử rồi. À, không trời thử được. Phải bán, bán đi có 20 đô mọi người cũng tiếp. Nhưng mà lỡ nó không có tác dụng sao để tôi thử rồi. Đó. Cơ hội kinh doanh các bạn, cơ hội kinh doanh. Đừng lắc nó mua kìa. Nó đúng là bạo lực chị khen em. Anh là một người rất là mua nha. Đúng là đi đi. Trời ơi. Anh đi. Anh Tô Gà ơi, bây giờ mình đi đâu? À, qua chơi nè. Trời ơi, mình đi dã ngoại đi. Một nơi chỉ có hai đứa mình thôi. Không được, nhưng mà hôm nay em làm tổng thống rồi thì sao? Trời ơi, phải làm sao? Ta phải kiếm chỗ nào? Ai? Hay là vô cảnh đồ cảnh sát đi. Trong đó là tổng thống cũng ở được mà. Với lại có hai đứa mình. Đi qua bên này à, bây giờ tụi nó không có ai phá phách tụi mình nữa. Để coi thằng này nó làm gì nha.
đi đâu vậy, la đằng này nó mê gái lắm nè, lâu gà là cầm mê gái của cái team mình luôn đó các bạn. Bạn nào biết vậy comment luôn nha. Ủa bây giờ mình vô đây để làm gì vậy? Cái thỏ thành đó hả? Đúng rồi, nhưng mà hồi nãy anh chưa nói xong. Nói đây. Trước đây là anh có nói với ba em rồi, ba em đồng ý rồi, bây giờ không cần cái thằng Hi-ha nó quyết định đâu. À được. Không được cần... đâu. Ở nhà em á là ba em với lại Hi-ha là xịn nhất luôn á. Phải có tên tự... Phải hai người đó phải cho phép thì em mới được, anh hiểu không? Trời ơi, nhưng mà trong team này anh là anh nói chuyện với Hi-ha được. Chứ về mà không cho là chết cho anh luôn á này. Em chỉ cần đeo cái nhẫn này vô thôi. Xong cái em đi ra em tuyên bố với mọi người là em là của Toga, là không ai có thể giành cho anh nữa. Nhưng mà sau đấy anh sẽ tự động lên làm phó tổng thống. Trời ơi, không lẽ anh yêu em vậy chứ tổng thống thôi hả? Không. Mà cái phù du đó anh để làm cái gì? Anh yêu, quan trọng là anh yêu em thôi. Ôi được rồi, em sẽ trả lại cho anh. Cái gì vậy? Trời ơi, chậm ơi. Ây da. Ôi giời ơi, nó dùng cái gì vậy? Ôi trời ơi, phá luôn đồng bên trái rồi. Thì hẹn hình như đó sắp đồng ý với tao rồi, tụi mày là tính phá nữa hả? Tao sắp lên làm phó tổng thống rồi nha. Tao cho mày một giây để mày khai mày. Mày đã làm gì? Mày không nói, mày đã tự giết mày rồi. Má, cái dưỡng của ai đẹp quá vậy? Thấy luôn hả? Ok. Hãy nghe em nói, anh nghe anh nói nè. Nói gì? Tao nói chuyện người với bạn. Bạn, không phải bạn gái mà vợ tương lai của tao. Ủa? Abby vậy? Ôi. Abby nói là bạn gái của Huy mà. Không phải em đâu. Ơi, giận rồi kìa. Buồn luôn rồi kìa, buồn luôn rồi kìa bạn ơi. Rồi bạn ơi. Quay đắp luôn. Đắp tình, đắp một cục tình. Ê, cái gì vậy? Ồ, đây là cái con hả? Oh no. Cảnh sát. Cảnh sát thì còn sống hơn nguyên vậy. Trời ơi, tao chậm nha. Ai bị chạy? Ai kẹp giúp lại. Ôi ơi. Ê, tụi con đây nha, tụi con đây nha. Kìa. Ôi trời ơi. Sao hả? Anh hỏi em lần cuối, bây giờ em có đồng ý không? Không là anh tự sát ngay trước mặt em luôn. Anh cầm quả bom nè. Thì anh tự sát đi. Gì kì vậy ơi? Cày thế nha. Đó nè, đó giờ chỉ còn mình anh thôi, em về bên anh đúng rồi. Anh về anh phải có cái gì tỏ tình em thì em mới chịu được chứ. Thôi, giờ em về với anh đi. Giờ anh lên là phó tổng thống đi. Anh cho em hết mọi thứ luôn. Ừ, ghê vậy. Anh cho thử gì, cho thử coi. Anh có cái gì mà cho. Lấy hết toàn bộ khu đất của mấy nhà thằng này em. Anh góp cho em một cái nhà khổng lồ trong giữa làng luôn. Nhưng mà hiện tại em... Nhưng mà hiện tại em chỉ làm tổng thống được có một ngày thôi à. Anh muốn một em cứ về nói với anh nha. Gì đấu vậy? Ông tôi muốn một cuộc thi đấu. Một cuộc thi đấu công bằng. Cuộc thi đấu cái gì nè? Cuộc thi đấu ai là nam đẹp nhất? À. Đẹp chúng tôi vậy. Ông Hi Ha ơi, đừng nghe tôi nói nữa. Hãy cùng nhau, cùng với anh đi trốn thôi nào. Ơi, thật là xa xôi, chỉ có hai người. Thôi thôi. Đừng có tâm tới những người khác. Nó sẽ đạp cái thủ theo đi trời, nó mới lỡ bỏ không à. Ôi trời ơi. Ôi đứng lại. Em ơi, lên đây cho anh sẽ chở em đi. Lên đây. Ok, đi thôi Emil. Đi. Tao giỏi lộn nữa luôn rồi. Ủa, đâu rồi? Trời ơi. Cái gì vậy? Lại đây. Ủa? Lại đây. Ê, ủa, em xuống nhanh. Cái gì mà tờ lưa vậy? Ủa, tờ heo. Ê, được rồi. Tụi bay làm được cái gì tao không? Thôi đi thôi. Đây đây, em làm cách rồi. Đi ra. Ôi, vậy. Có xe rồi, có xe rồi mọi người ơi, có xe rồi. Chạy. Có xe này đi. Em đâu rồi, Ủa, xe quay nè. Ủa? Thôi ơi. À, lần kia là quay. Không, em chạy có anh về với em. Quay, racing boy đó gì vậy, đâu rồi. Em ơi, lại đây. Ôi. Trời ơi, anh đi. Dạ đây, dạ
đây, ra đây. Em mới đi chỗ với anh. Mình đi đến nơi con biển bạc nơi xanh. Chạy rồi, em chậm chạy. Ơi Bơi đâu em ơi. Em mới đi chỗ với anh. Mấy này điên quá bạn ơi, mấy này điên quá. Đi đâu rồi kìa, đuổi theo. Ôi anh chị bảo thế. Có một sáng lên xe tôi vậy. Bây giờ làm sao hay hả? Bây giờ tụi bay cùng nhau chiến đấu gì đó để cho ai mạnh nhất thì yêu với hen chứ mệt lắm. Vậy có bốn con gái mà bốn thằng trai giành hoài thấy mệt không? Ok, đây xử lý á. Tôi có một đề xuất chơi cái trò chơi này. Trò chơi gì? Đúng ta để chơi. Thích. Nam okay. Đẹp. Nam đẹp là sao? Ai làm bộ đồ gọi là đẹp trai nhất người đó thì giành được. Hi ha. Ok. Không có vui, không có vui. Không vui kìa. Đâu hết vậy đâu. Bây giờ mỗi người hãy chuẩn bị cho mình một cây súng AK-47 và bắn nhau đi. Ai là người sinh sống cuối cùng thì người đó sẽ là người. Ok. Đúng rồi, anh chơi bazooka luôn rồi. Bắn súng là nghề của tôi. Không được nha, ai phải chơi cái AK-47 nha. Thôi, chú rồi, let's go. Đi đi, mỗi người hãy chọn cho mình một cái chỗ nào để trốn nhất đã. Đúng rồi, chia. Nhưng mà chị nghĩ á, em nên giao chỗ nào đó, mất công tụi nó chạy vòng vòng cái bàn rồi đánh tới mai luôn á. Kỳ nó trong vòng 3 phút không ai, không có người khác cuối cùng, coi như là không ai được yêu em luôn nha. Anh sẵn sàng ngồi đây nha. Dạ ơi là vì tình yêu anh sẽ làm mọi thứ. 2, 1, bắt đầu. Thấy Huy rồi nha. Coi đi Huy nè. Huy Huy đang bắn với lại nè. Chết thả chi rồi ha. Tôi gà đây. Hai người ngốc quá vậy. À gà đó hả? Đúng rồi. Hai cây tới nè, hai cây HK nè. Ôi hai cây luôn hả? Cố lên ăn gà ơi, cố lên ăn gà ơi. Ôi xác ơi, cố lên xác ơi. Đây, để em trao cho anh nụ hôn để anh hồi sức nha. Mày có em ơi. Của Hi Heo giờ anh đã đầy đầy, đầy sức lực luôn rồi. Ok, em đúng là người giỏi nhất rồi. Thôi em đi đây bye bye. Ủa? Đi đâu rồi? Về nhà đổi lại tổng thống Hi Heo. Gia bắt tụi nó các bạn ơi, ra lên. Đâu rồi, mấy thằng kia đâu rồi, gia xử tụi nó thôi. Đâu đứa nào. Từ từ. Đứng ở đây. Tò tiên án chứ đã. A chơi, bước lên. Xếp hàng đi. Xếp hàng một hàng, tất cả xếp hàng một hàng hết coi. Chị Jimmy buôn bán bơm trong làng xong anh đâm tử. Đầu tiên. Bằng chứng đâu? Đầu tiên, tại sao mày sử dụng súng? Thì hè kêu. Thì hè kêu, gái kêu là mày nghe hả mày? Bắt vô tù 3 ngày. Jimmy dẫn lên. Lên, đi. Tại sao dùng súng và giết người trong làng? Tại vì tao thích Hi He, muốn thể hiện cho Hi He thấy. Thể hiện cho gái biết 5 ngày. Tại sao có bạn gái rồi mà vẫn cua người khác và bắn súng và giết bạn gái? Ôi sao mày biết? Sao lại không nhỉ? Tao tổng thống gì không biết. Nhanh. Hỏi trả lời. Hi He xin. Hi He xin. Rồi đi chung mình cái lô 5 ngày. Jack PM. Tại sao ông lại dùng một lần hai súng? Ông dùng quá mức quy định. Quy định là không xài súng rồi.
Bởi vì tôi muốn bắn viên đạn tình yêu vào trái tim Hi He. Tao muốn giết Hi He đúng không? Phải ngay. Không. À bây, tại sao em đã giết chồng của mình? Tại vì em phản bội. Phản bội nhưng không được giết. Đi luôn. Hai hai. Còn con nhỏ này. Tội gì ta? Sao mày đi nhiều chuyện? Ủa, cái gì? Ở trong làng gặp gỗ vui quá mà, mới đi nhiều chuyện chứ. Nhiều chuyện, hai ngày đi EU con em mày luôn. Trời ơi, chuyện bắt nhiều chuyện rồi, cái tội vậy mày. Đứa trốn rồi. Đứa nào, Hai Chi có nè. Đang có. Mày giấu mà hả? Dạ. Vậy? Trốn kìa. Ai cho tụi mày vô đây, bước ra. Thằng Quý, thằng gà nó cố ý chui vô á. Thằng gà đi vô. Tao chỗ này đầu tiên tao đấm bây giờ. Gà đi vô. Đi vô đúng rồi. Chú My dẫn tụi vô. Lên. Chú dẫn vô. Ê. Lên. Chú này, chú Bính. Anh là mày, giống mày hả? Mày nó bố đá thiệt chứ nhờ. Thôi, Jack nè. Tội phạm đặc biệt qua đây một mình. Tôi đi ra luôn. Tội phạm đặc biệt 7 ngày là qua đây nè. Vô. Đó. Chết gì gái là chứ chết im ái đúng không mọi người? Tạm biệt. Tôi làm gì sai? Đúng. Ôi trời ơi, anh Hà đây. Đi về thôi, chứ mày ơi. Ôi trời ơi, tôi đây dám đi vụ quá. Nhảy qua. Ok thôi, clip này đến đây thôi. Hẹn gặp lại về những video tiếp theo. Các bạn có cái gì nữa hãy comment bên dưới nha. Bye bye.